Xin chào các anh chị các bạn. 12 tháng 8 2021 này. Nhãn tại ngã ba Tân Hoa các anh chị ạ. Anh chị em mua ở đường nhé, thì đêm ngày hôm qua mưa. Tuy nhiên cái nhãn này thì đa phần bà con đã bẻ từ chiều ngày hôm qua rồi. Ngày tối ngày hôm qua thì là mưa các anh chị ạ. Mưa to đấy, mưa đến sáng ngày hôm nay và bây giờ vẫn đang ướt đường này các bác này. Đấy thì công tác thu mua ở đây thì mua xong cắt cuống để về đổ lò sấy đấy. Hàng quả nhãn miền nhé. Những hàng này thì nói chung là quả tầm này nhãn miền là đang rất là đẹp rồi. Quả này tương đối là to nhé. Cắt cuống lại đi. Bà nào trở lên, sai cứ đứng ở đây. Đây này, nhãn này. Vâng, những nhãn này là toàn bẻ chiều ngày hôm qua đấy chứ. Vâng, 5.000 một cân. Nói chung là nhãn miền. Mỗi túi thì đóng 30 cân. Cắt xong sẽ bó lại nhé, bó xong túi để đi lò sấy. Sấy là sấy long đấy, nhỉ, về sấy long đấy. Những cái quả thì đấy, có một vài quả nó rất là trội to các anh chị này, trội to to hẳn luôn này. Đó. Nhân công đóng cũng tương đối là lâu nhé. Chỗ này chắc đóng khoảng tầm lên xe khoảng tầm mấy tấn rồi. Giá thì dao động khoảng 5-6.000 một cân, quả to thì 5.000 nhỉ, 6.000 quay đầu. À. Đóng cắt bỏ túi ra và cắt bớt cuống đi để lên lò nó dễ hơn nhỉ, hàng sấy. Vâng. À. Không lên lò thì có cuống dài quá. Đây, đây ngã ba Tân Hoa. Những quả này thì rất là, so với cả những quả nó mà đều to hết này thì giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7-8-9 nghìn, nhưng mà lượng quả to thì nó không được nhiều anh chị ạ. Quả to nó phải đều to hết cơ, chứ còn nó là cái nhỡ này, ví dụ như anh chị nhìn này, nó so khác hẳn nhau này đó. Đây, quả như này nó khác nhau này. Đây, còn quả nó cứ to đều hết như này thì giá nó sẽ rất là đỉnh nhé, tầm 9.000 nhé, tầm 9.000 8.000 rồi, có thể đắt hơn 6.000, nhưng mà nó phải là to đều hết. Còn nếu mà không đều thì đây nó kẹ nhau, nó rất là không đều nhau, thành ra giá thì nó chỉ mua xô các anh chị ạ, để mua xô nhé. Còn ví dụ như là vậy, các anh chị em ở những nơi khác thì cũng vẫn đang nói là nhãn nhà anh chị bán được 9.000 đúng nhỉ, 8.000 đúng nhỉ, thì có giá đấy nhưng mà nó phải đều các anh chị ạ, để đều là ok nhé. Còn quả nó cứ lôm côm đấy thì nó sẽ không được đắt đâu. Và cắt bớt cuống đi thì nó chỉ còn bằng này thôi, để trên túi còn bằng này các anh chị ạ nhé. Dọc đường đấy. Dọc ở cái ngã ba Tân Hoa này thì ở phía dưới anh chị em mua cũng tương đối nhiều các anh chị ạ. Và ở một vài nhà mua ở dưới kia đó, giá thì cũng như vậy thôi. Giá cái tầm này thì nó không được cao hơn. Chỗ này buổi sáng nay mua được mấy tấn anh? Và cũng chỉ hơn tấn nhỉ? Và đêm hai là sáng nay mưa nên bà con hôm nay sẽ cắt nhãn sẽ ít hơn nhé. Và đấy, cắt trời mưa thì nứt, thì đương nhiên là trời mưa thì là chỉ cái nhãn buổi chiều thôi, nhãn buổi chiều thôi. Chứ còn nếu mà nhãn mà nó không như vải các anh chị ạ, cái thời gian thu có thể để nó co giãn lâu hơn nhé, co giãn lâu hơn. Ví dụ như vải thì trong khoảng tầm chín rồi thì như khoảng 3-5 ngày đấy, cùng lắm là một tuần là nó xuống mã rất nhanh, nhưng mà nhãn này nó sẽ lâu hơn đấy, thời gian thu hoạch nó sẽ dài hơn. Nên là cái việc mà hôm nay mưa thì ngày mai bà con bẻ cũng thu cũng được, không sao cả. Sau một vài 3 hôm, 5 hôm, 7 hôm ok nhé. Thì thời tiết buổi sáng là mưa, đêm ngày hôm qua mưa, hôm nay vẫn sáng nay vẫn mưa, thì đương nhiên là bà con sẽ hôm nay không bẻ và cái lượng bán nó sẽ ít đi. Dọc cái đường thì em cũng thấy là lượng nó mua ít, bà con bán ít nhé, do thời tiết mưa nên là
nó cũng không phải là như là vải này, ít là nó tăng giá, nó không hẳn thế, giá nó cũng duy trì đều đều 6.000, 5.000. Dụng tương đối nhiều ấy chị. Vâng, đây. Đây những, đây vâng, đây những quả này nó tương đối đều này. Nhưng mà được một vài túm thế nhỉ, một vài túm quả đều. Đều to đây. Quả rất là to đều. Đấy, mưa này thì trời mưa này mà cắt cuống này thì một tạ trừ mấy cân ấy? 3 cân à? Không. 4 cân nữa. Vâng. Không trừ cân nào đâu. Không, nói không trừ cân nào bà con mình không nghe. Nó thật sự là mua nông sản ở Lục Ngạn thì phải có trừ, quan trọng là trừ bao nhiêu thôi đúng nhỉ? Đấy thì trừ 3-4 cân. Cái thời tiết bất kể mua loại gì cũng thế. Ở những vùng vâng. Và đây, bỏ cuống thì tương đối nhiều mà. Nhiều lắm. Và nhiều đấy. Đây chị ơi. Đấy, quả to. Nhãn năm nay công nhận mã xấu hơn mọi năm rồi. Năm nay hay là có mưa thế nào? Đâu, năm nay ít mưa đấy chị ạ. Hay là thế nào, mưa quả nhãn. Nhưng mà em thấy có năm mọi năm còn nhãn còn quả, nếu mà mưa nhiều thì quả nó sẽ bị đen hơn đấy. À, thế á? Ừ, đây, mưa nhiều thì quả nó đen như thế này này. Mã nó sẽ xấu này. Đấy, đó. Đấy, nó nắng và phun thuốc đều thì mã nó sẽ vàng hơn này. Nhân công các chị đóng cắt gọn ra để ra cắt cuống tương đối dài chứ nhỉ. Và cái hàng này là không phải hàng chợ các anh chị nhé, hàng chợ thì các anh chị em cũng để gọn đóng túi để đi chợ để về đến người ăn tươi, nhưng do đây là hàng khô nên là sẽ cắt cuống nhỉ. Đấy thì nhãn như em vừa chia sẻ như cũng như ở trong cái clip cũng nhỉ, thì có cả nhãn ăn tươi cũng nhỉ, nhãn sấy khô. Nhãn đi tươi thì là cũng đi chợ, còn nhãn khô thì mang lên lò nhỉ. Thì ngày hôm qua anh cái lò 25 tấn sấy ở tại làng chính Biên Sơn là của anh ở Hà Nam, thì hôm qua anh điện lên anh cảm ơn đúng không nhỉ, bảo đã xem clip quay tại lò nhà anh đúng không nhỉ, anh tại Hà Nam, Lý Nhân Hà Nam nhé, sấy 25-30 tấn một ngày. Thì anh tên là Phú nhé, anh Phú tại Lý Nhân, thì anh cũng xem anh bảo là rất là cảm ơn vì kênh đã làm rất là tỉ mỉ nhỉ. Thì cũng xin chia sẻ một cái địa điểm bán nhãn tại làng chính của lò sấy nhà anh Phú nhé, sấy tại cổng làng chính 25 tấn một ngày. Mua giá thì nó cũng đổ xô nhỉ, 5.000 quay đầu đấy. Đó thì ở clip, hai clip ở trên kênh danh mục video các anh chị có thể xem lại nhé. Đấy, thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng trời nó mưa mưa các anh chị nhé, mưa nên là cũng gửi đến anh chị một chút cái công tác mua bán nhãn tại ngã ba Tân Hoa nhé. Mua nhãn sấy đấy, các anh chị em mua nhãn sấy lên lò, còn nhãn mà đẹp hơn thì cũng được khoảng tầm 5-6.000 nhé, 5-6-7.000, 8.000-9.000 cũng nhỉ, nhãn đều. Còn nhãn hàng sấy này thì lần 6.000 quay đầu đấy. Đấy, xin chào, cảm ơn các chị đã theo dõi, hẹn gặp lại các chị ở các clip tiếp theo. Thôi này các chị.